Hello, xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ITB Club Channel cùng với em Huy trong video nhận định thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị nha. Hôm nay là ngày 24 tháng 9. Vậy thì là thị trường của chúng ta sau phiên giao dịch ngày hôm nay có những cái diễn biến gì đáng chú ý và anh chị em mình cần phải chuẩn bị điều gì cho những cái phiên giao dịch sắp tới? Thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích và đánh giá. Thì bên cạnh đó thì em cũng sẽ chia sẻ với anh chị thêm được 1 đến 2 mã cổ phiếu đang có những cái triển vọng tăng giá rất là tốt ở trong những cái thời điểm sắp tới của thị trường, thì để cho anh chị em mình có thêm được những cái mã cổ phiếu mạnh và khỏe ở trong danh mục. Thì hôm nay là thị trường của chúng ta phiên sáng anh chị thấy là nó có những cái sự giằng co khá là khó chịu đúng không chị? Phiên sáng này gần như là thị trường của chúng ta đi ngang với những cái thanh khoản rất là bé. Nhưng mà kể từ sau cái giai đoạn là 1:30, anh chị bắt đầu thấy là cái dòng tiền bắt đầu là nó có sự đổ bộ vào, và cao điểm thì nó diễn ra vào ở những cái thời điểm là sau 2:15, thị trường của chúng ta có những cái nhịp kéo lên. Nếu như chúng ta đánh giá một cách khách quan thì thị trường hôm nay được kéo khá là mạnh bởi cái nhóm ngành ngân hàng, khi mà những cái cổ phiếu đầu đàn trong phiên ngày hôm nay anh chị có thể để ý đến nó như là cổ phiếu STB có những cái phiên thời điểm tăng rất là tốt. Cổ phiếu tiếp theo đó là những cổ phiếu như là MB Bank, rồi BID có những cái động lực tăng giá rất là tốt, làm cho cái chỉ số chung của chúng ta tăng điểm và thị trường của chúng ta đóng cửa tăng được là 8,5 điểm. Đó cũng là một cái mốc tăng rất là ấn tượng và rất là tốt. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta hãy nhìn về những cái thanh khoản của thị trường. Thì trong phiên ngày hôm nay mặc dù là tăng điểm khá là tốt nhưng mà thanh khoản của thị trường nó lại không nằm ở những cái ngưỡng là ngưỡng hợp lý. Nếu như mà thị trường hồi phục ở những cái vùng đáy với thanh khoản thấp thì là cái điều cực kỳ là dễ hiểu. Nhưng mà khi mà thị trường lên trên những cái vùng cung như thế này mà với những cái thanh khoản yếu ớt như thế này thì nó cho chúng ta được hai cái giả thiết. Thứ nhất, đó là tổ chức dòng tiền thông minh họ dùng những cổ phiếu trụ, những cổ phiếu ngân hàng kéo chủ yếu về mặt điểm số, còn các cổ phiếu mid cap không tăng điểm là mấy anh chị ha, không tăng điểm là mấy. Và cái giả thuyết thứ hai đó là những cái cổ phiếu mid cap chưa gặp những cái áp lực bị bán, bị chốt lời khi mà tiệm cận lại về những cái vùng đỉnh cũ. Đó là khi mà thị trường nó đang ở trong một cái trạng thái là cân bằng thì bản thân anh chị nhà đầu tư của mình, anh chị cũng không muốn bán và đa phần là sẽ nắm giữ cổ phiếu. Nhưng mà khi mà thị trường sẽ xảy ra những cái biến cố thì khả năng là cái lực cung nó sẽ bắt đầu là nó trào ra. Vì vậy thì theo cái góc nhìn của em á, thị trường của chúng ta khả năng nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh test lại những cái vùng hỗ trợ bên dưới này để nó kiểm tra xem là bây giờ khi mà bán thì cái lực cung nó có xuất hiện hay không. Còn nếu như mà thị trường của chúng ta đi dai dẳng ở trên những cái vùng biên trên như thế này thì đó cũng có khả năng là một cái trường hợp xảy ra, và khối lượng nó sẽ có những yếu tố là kiệt dần, rồi sau đó là thị trường của chúng ta bắt đầu vào những cái nhịp phá đỉnh, thì em nghĩ xác suất trường hợp này cũng có khả năng xảy ra. Thế vậy thì chúng ta cần phải quan sát trong phiên giao dịch ngày mai là một cái phiên cực kỳ là quan trọng. Bởi vì sao nó quan trọng anh chị? Anh chị nào hay theo dõi những cái video cũng như là những cái buổi livestream của em hay có những cái góc nhìn là thăm minh thị trường, là thăm minh thời gian thị trường xảy ra những cái nhịp đảo chiều về xu hướng. Đấy, thì ở đây anh chị, đây là những cái góc nhìn và nhận định của em đối với hệ thống khách hàng ở trong room. Để anh chị mà nhận được những cái góc nhìn, những cái nhận định này thì anh chị có thể là liên hệ với em qua số điện thoại là 0949080190. Em sẽ ghim số điện thoại này ở phần mô tả, anh chị mình có thể liên hệ để có thể là cùng đồng hành với em trong room hệ thống khách hàng. Thì khi mà thị trường có những cái đợt giảm điểm anh chị quanh ngày 16 ấy, ở đây này anh chị. Đó, thì em có tham minh cho các khách hàng là khả năng thị trường chúng ta sẽ kết thúc cái nhịp điều chỉnh vào thời điểm là ngày 16 tháng 9. Và anh chị thấy không, ngày 16 tháng 9 cũng là một cái phiên mà thị trường giảm mạnh nhất về lại những cái vùng hỗ trợ mà em đã đưa ra rồi. Đó, về vùng hỗ trợ 1238, 1240 khả năng là thị trường điều chỉnh đã đủ và sẽ hồi phục từ phiên ngày mai. Và rõ ràng là anh chị thấy là từ phiên ngày 17 tháng 9 là thị trường của chúng ta bước vào một cái nhịp hồi phục. Em cũng tham minh cho hệ thống khách hàng là cái nhịp hồi phục của chúng ta nó sẽ kéo dài từ giai đoạn 17 tháng 9 cho đến giai đoạn là ngày 25 tháng 9 là ngày mai đó anh chị.
Vậy thì trong phiên giao dịch ngày mai thì thực sự là cái đến cái ngày thanh minh, mình cũng không thể đoán được rằng là thị trường nó sẽ chọn điều gì. Nó có thể là chọn một pha bứt phá mạnh đi lên, hoặc là đến những cái thời điểm thanh minh này thị trường nó chọn một cái pha đó là rũ bỏ, điều chỉnh và sau đó tích lũy lại ở những cái vùng giá thấp. Nguyên nhân là vì sao thì một lát nữa em sẽ chia sẻ với anh chị về những cái góc nhìn cũng như là về những cái cấu trúc của các mã cổ phiếu ở trong giai đoạn hiện tại, để mình xem rằng là cái xác suất thị trường bùng nổ đi lên nó cao hay là xác suất thị trường điều chỉnh về những cái vùng biên dưới, xác suất nào nó sẽ diễn ra là nhiều hơn, để cho anh chị mình có được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho những cái phiên giao dịch bản lề trong tuần này. Thị trường vượt đỉnh cái đó không quan trọng bằng cái việc là anh chị chuẩn bị tốt, anh chị em mình sẽ mua những mã cổ phiếu nào, sẽ nắm giữ những mã cổ phiếu nào, bán những mã cổ phiếu nào đi. Cái đó em nghĩ mới là cái điều quan trọng anh chị ha. Đấy, cho nên là cũng đã gần về những cái thời điểm thanh minh rồi. Và nó sẽ có những cái thời điểm thanh minh là thị trường tạo đáy tiếp theo, thì cái này thì em cũng sẽ không chia sẻ ở đây. Anh chị nào mà muốn có được những cái thanh minh như thế này thì có thể là trở thành hệ thống khách hàng. Đấy, thì ngày mai sẽ là một cái ngày bản lề, cho nên là em cũng đang chờ đợi tín hiệu. Cho nên là trong phiên ngày hôm qua cũng như là phiên dịch ngày hôm nay thì em có chia sẻ với hệ thống khách hàng bên em, đó là anh chị em nào mà đầu tư ngắn hạn, lướt sóng đánh T cộng, thì phiên ngày hôm qua cũng như là phiên ngày hôm nay là một cái phiên lý tưởng để cho anh chị em mình chốt lời ngắn hạn hoặc là bán 1/2. Đối với những anh chị em nào đang căng tỷ trọng full margin các kiểu. Bên cạnh đó thì những cái cổ phiếu yếu ở trong danh mục thì những cái nhịp hồi phục như thế này cũng là một cái cơ hội để cho anh chị em mình hạ bớt tỷ trọng cơ cấu đó. Những cái cổ phiếu mạnh thì mình vẫn nắm giữ và mình chờ đợi thị trường rung lắc điều chỉnh sau những cái mốc thanh minh thế này thì mình sẽ mở mua gia tăng. Còn lại anh chị em nào đầu tư vị thế trung hạn, vị thế dài hạn thì hoàn toàn là có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu mà không cần phải bán, nếu như cái tỷ trọng vốn của anh chị đi hợp lý với những cái góc nhìn, với những cái khuyến nghị mà em chia sẻ thì anh chị em mình hoàn toàn có thể là nắm giữ. Bởi vì cái nhịp điều chỉnh này nó sắp tới thì góc nhìn của em là nó sẽ không điều chỉnh mạnh, nhưng mà nó sẽ điều chỉnh mức về thời gian, rất mức về thời gian. Vì thị trường ở thời điểm này không có một cái tin tức gì gọi là mạnh mẽ để giúp cho thị trường đi lên. Đấy, chỉ có trong giai đoạn tháng 10 thì những cái yếu tố về mặt báo cáo tài chính được công bố thì đó sẽ là những cái lực đẩy em nghĩ là quan trọng nhất cho cái giai đoạn cuối năm. Còn lại thì vẫn những chỉ là những cái tin tức rất là nhẹ nhàng thôi để mà đưa cho thị trường chúng ta đi mạnh và đi xa thì em nghĩ là chưa đủ ha. Vì vậy kịch bản là thị trường chúng ta sẽ bước vào một cái nhịp điều chỉnh tái tích lũy trở lại ở những cái vùng biên dưới như thế này, em đánh giá là xác suất xảy ra là cao hơn so với việc là trong tuần này thị trường chúng ta vượt đỉnh 1.300 chị em ha. Đấy, thì đấy là cái góc nhìn và cái kịch bản của em. Và anh chị cũng có thể thấy này, thị trường của chúng ta những cái chỉ báo stock ở đây nó cũng đã lên những cái vùng là cái vùng quá mua rồi. Đó, chúng ta thử đánh giá về những cái nhóm ngành, những cái cổ phiếu để anh chị xem coi là liệu rằng là thị trường của chúng ta còn xung lực để mà lên nữa hay không, hay là cần điều chỉnh để mà những cái dòng tiền mới có cơ hội tham gia lại với thị trường. Thì chúng ta nhìn về những cái nhóm ngành cốt lõi của thị trường như là cổ phiếu CTG. CTG thì hôm nay là vẫn giữ được những cái chất xanh. Đấy, và những cái chỉ báo động lực gì ha, đa phần là em thấy nó đều nằm ở những cái vùng quá mua. Và nó còn một cái hiểm họa, đó là những cái phân kỳ ở khung đồ thị ngày ở đây. Cho nên là về góc nhìn thị trường sắp tới điều chỉnh cân bằng ở những cái vùng biên dưới thì em nghĩ là khả năng xảy ra là sẽ cao hơn. CTG, MB băng thì anh chị thấy cũng vậy này, cũng đã nằm ở những trạng thái quá mua rồi, và cái chỉ số nó cũng đã nằm điểm số nằm ở những vùng đỉnh rồi. Thì quan điểm của em là những cổ phiếu như MB băng sẽ là những cái cổ phiếu rất là tốt, và em muốn giới thiệu đến chị em mình trong video này là những mã cổ phiếu mà mình có thể cân nhắc tham gia cho một cái nhịp tăng giá sắp tới khi mà vn index chúng ta có xu hướng vượt đỉnh. Và MB băng hiện tại nó đang hình thành một cái mô hình là mô hình VCB, sau một cái quá trình tăng giá rất là tốt thì nó đang có những cái quá trình gọi là hấp thụ lực cung. Đấy, gần như là hấp thụ lực cung ở những cái vùng đỉnh cũ nè anh chị. Đấy, cho nên là đối với em MB băng đang là những một cái cổ phiếu rất là tiềm năng để cho anh chị em mình tham gia. Và cái điểm mua lý tưởng là MB băng này nó có những cái nhịp điều chỉnh lại quanh những cái ngưỡng là 24.2 đến 24.5. Đấy, có thể nó sẽ là một cái vòng cung số 4 ở đây trước khi mà nó bứt phá đi lên. Cho nên là
khi mà MB băng nó về lại được những vùng giá 24.2, 24.5, đó là cái cơ hội để mà cho anh chị em mình mở mua. Còn xác suất để mà cổ phiếu này ngày mai bùng nổ phá lên phá đỉnh cũ 25.5 ở đây để mà bước vào một cái nhịp tăng giá mới thì em nghĩ là khó. Nếu mà nó có bước phá lên vậy thì nó cũng sẽ test lại thôi. Quan điểm của em là nếu bật lên thì nó cũng sẽ test lại. Thì khi cổ phiếu này có những cái nhịp điều chỉnh test trở lại thì đó cũng sẽ mở ra cho anh chị em mình những cái điểm mua lý tưởng. Nhưng mà quan điểm là nên có thêm một cái nhịp điều chỉnh nữa về lại quanh những vùng 24.2, 24.5, rồi sau đó vòng hướng lên, vòng cung hướng lên thì em đánh giá là cái nhịp đi sắp tới của MB băng nó sẽ bền vững hơn. Vậy ha. Đấy. Cổ phiếu ngân hàng. Hôm nay là anh chị thấy những cổ phiếu như là STB này, VIB này nó có những cái mức tăng điểm rất là tốt. Nhưng mà về mặt bằng chung thì chúng ta có thể thấy được rằng là những cái dạng cổ phiếu này nó vẫn đang ở trong một xu hướng gì anh chị? Xu hướng phá kênh giá giảm thôi. Quy luật của thị trường của cổ phiếu đó là sau khi phá một cái xu hướng được tồn tại rất là lâu thì đa phần cổ phiếu nó sẽ có những cái quá trình gọi là quá trình tái tích lũy trở lại ở đây để hấp thụ lực cung, để chuẩn bị hình thành một cái xu hướng tăng giá. Sau giảm phải là tích lũy và sau tích lũy sẽ là quá trình tăng giá. Vì vậy để mà STB này có khả năng tăng tiếp để mà kéo thị trường thì góc nhìn của em là cũng khá là khó, mà cổ phiếu này bắt đầu sẽ có những quá trình là tái tích lũy ở đây trong một cái biên độ này trước khi mà nó mở ra một cái xu hướng tăng giá tiếp theo. Hoặc là VIB trong phiên ngày hôm nay cũng vậy. Đấy, cũng là một cái phiên khối lượng rất là lớn phá được cái kênh giá giảm ở trong trung hạn, đúng không chị? Từ tháng 3, tháng 6, tháng 9. Đấy. Một cái vùng kênh giá giảm ở đây bây giờ nó đã phá qua được rồi thì những cổ phiếu này để mà đi lên được thì nó sẽ cần thời gian hấp thụ lực cung loanh quanh những cái vùng kháng cự ở đây trước khi mà cổ phiếu này bứt phá. Đấy, nó cũng giống như là cổ phiếu CTG thôi anh chị nhìn CTG sau khi mà phá khỏi những cái vùng kênh giá giảm ở trong trung hạn này thì CTG cũng mất tương đối là nhiều thời gian, tính đến thời điểm này là cũng đã một tháng rồi để CTG tích lũy trở lại. Vậy thì nếu mình bóc tách những cái cổ phiếu dẫn đầu, những cái cổ phiếu đóng vai trò trọng số cao giúp cho thị trường của chúng ta đi lên thì ngân hàng nó đa phần là nó đều hoàn thành được cái nhiệm vụ của nó. Rất nhiều mã cổ phiếu ngân hàng đến hiện tại đó là vượt được cái kênh giá giảm rồi. Và em đánh giá là ngoài ngân hàng ra thì những cổ phiếu như là chứng khoán này anh chị, chứng khoán thì chúng ta sẽ nhìn sang những cổ phiếu như là SSI đó, cũng phá bỏ được cái kênh giá giảm ở trong trung hạn tồn tại rất là lâu để bước vào một xu hướng tích lũy đó, hoặc là VND cũng bắt đầu manh nha, vậy mà bắt đầu manh nha những cái động thái là phá bỏ những vùng kênh giá giảm ở trong trung hạn để mà hình thành những cái xu hướng tái tích lũy trước khi mở ra một cái xu hướng tăng giá. Rồi dạo gần đây nổi lên đó là những cái cổ phiếu đầu tư công, vậy thấy không em? Bây giờ nếu chúng ta bóc tách về các nhóm ngành thì chúng ta thấy được rằng các cổ phiếu các nhóm ngành thì nó đang phá bỏ một cái xu hướng đau để nó bước vào một xu hướng là xu hướng tích lũy, thì thị trường của chúng ta trong giai đoạn sắp tới sẽ rất là tuyệt vời. Cái quan trọng nhất ở giai đoạn này là anh chị mình sẽ lựa chọn cổ phiếu như thế nào nó phù hợp với từng cái thời điểm. Đấy, cổ phiếu mà đang ở chuẩn bị cho một cái nhịp bứt phá vượt đỉnh thì anh chị mình nên ưu tiên, còn những cổ phiếu mà nó đang trong giai đoạn gọi là hấp thụ lực cung như thế này thì không phải là những cái dạng cổ phiếu mà chúng ta ưu tiên. Anh chị phải lưu ý cái điều đấy. Bây giờ anh chị mua vào những cổ phiếu này, em nói về lâu về dài nó cũng sẽ tăng giá thôi, nhưng mà quan trọng là anh chị mình có chịu đựng được hay không, có nắm được trong vòng 3 đến 4 tháng trong cái quá trình cổ phiếu này tích lũy hay không. Rồi trong 2 phiên 3 phiên trở đây thì đó là cái nhóm ngành khu công nghiệp, thì có KBC cũng vậy, cũng phá bỏ được một cái xu hướng giảm. Và vậy thì gần như em thấy là tất cả các nhóm ngành, tất cả các cổ phiếu đều ở trong một cái xu hướng là phá bỏ một cái xu hướng downtrend để bước vào một xu hướng là tái tích lũy, như vậy là tích cực. Chứ còn mà thị trường của chúng ta mong muốn thị trường vượt đỉnh mà chúng ta nhìn về các mã cổ phiếu thì vẫn còn đâu đó 30 đến 50% các nhóm ngành vẫn đang trong một trạng thái là trạng thái downtrend, thì cái điều đó là cái điều không được hợp lý. Nhưng mà khi mà thị trường chuẩn bị cho một cái nhịp uptrend mà 80% các cổ phiếu đều nằm ở trong những cái xu hướng tăng hoặc là xu hướng tái tích lũy, không có nhiều mã cổ phiếu, nhiều nhóm ngành nằm ở xu hướng downtrend, thì anh chị em mình hoàn toàn có thể là tự tin, tin tưởng vào một cái nhịp sóng tăng rất là mạnh ở trong giai đoạn sắp tới. Và em kỳ vọng rằng trong thời điểm tháng 10, thị trường của chúng ta sẽ có những cái nhịp sóng to để giúp cho anh chị em mình tìm kiếm lợi nhuận.
Đó, và đa phần ở thời điểm này thì anh chị em mình ưu tiên lựa chọn những cổ phiếu nằm ở những vùng kinh trên anh chị em ha. Rồi chúng ta sẽ điểm qua những cái mã cổ phiếu mà anh chị em mình có thể cân nhắc tham gia được đấy. MB Bank là hồi nãy là em có giới thiệu với anh chị em mình rồi ha. Đó, những cái vùng mua và những cái kịch bản của MB Bank nếu điều chỉnh thì về đâu là mua, nếu mà tăng giá luôn thì test về đâu anh chị mua là đã lên cái kế hoạch cho anh chị em mình rồi đấy. Và một cái mã cổ phiếu nữa thuộc nhóm ngành chứng khoán mà em đánh giá em kỳ vọng cực kỳ cao luôn, đó là cổ phiếu MBS. HCM thì em đã chia sẻ với anh chị nhiều rồi đấy, có MBS thì bây giờ thì em sẽ nhắc đến nó nhiều hơn để cho anh chị em mình thấy được MBS đang là một mã cổ phiếu cực kỳ là hấp dẫn. Vậy thì cổ phiếu này nó sẽ cho anh chị em mình những cái điểm mua như thế nào là lý tưởng? Quãng góc nhìn của em, nếu em nói nếu như mà trong 1-2 phiên tới thị trường xác nhận là điều chỉnh, là tích lũy lại, thì anh chị em mình sẽ chờ đợi cổ phiếu MBS này ở những cái vùng sẽ là quanh vùng giá 28 để anh chị em mình tham gia nha ha. Nó sẽ test lại những đường kênh giá, đây là sẽ là quanh những cái vùng giá 28 anh chị em mình sẽ vào, anh chị em mình tham gia đối với MBS. Còn ngược lại, nếu như mà thị trường chúng ta bùng nổ, cổ phiếu này bùng nổ, thì em tin rằng là những cái cổ phiếu như là MBS, như là HCM đang tiệm cận những cái vùng đỉnh như này, vượt đỉnh lên, nó sẽ là những cổ phiếu hàng đầu để mà nâng đỡ kéo toàn bộ thị trường của mình lên. Thì những cổ phiếu này khi mà nó bùng nổ sẽ là điểm mua lý tưởng dành cho anh chị em mình luôn. Nó cũng giống như là cổ phiếu MB Bank vậy anh chị. Nhưng mà đối với góc nhìn của em mà để khả năng ngày mai những cổ phiếu này bùng nổ vượt á, em nghĩ là nó cũng chưa cao đâu, mà khả năng điều chỉnh lại thì cái xác suất nó xảy ra thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Nhiệm ha. Cho nên là anh chị em mình có thể là sẽ kiên nhẫn chờ đợi cổ phiếu MB Bank sẽ có những cái nhịp test lại quanh những vùng giá 28 là những cái vùng giá lý tưởng để mình có thể là mình tham gia. Đấy. Đối với em thì những cổ phiếu đang tìm cận đỉnh sẽ là những cổ phiếu hấp dẫn hơn là những cái cổ phiếu dạng như là BVS anh chị, nó nằm lưng chừng này. Đó, nó đang nằm lưng chừng thế này, nó cũng chỉ mới phá được cái xu hướng giảm thôi. Thì khả năng nó sẽ bước vào xu hướng tích lũy. Hoặc là CTS cũng vậy. Cũng chỉ là chớm phá được những cái xu hướng giảm thôi, thì khả năng những cổ phiếu này bước vào xuống tái tích lũy là cao. Đó. Dòng tiền họ sẽ lựa chọn 2 đến 3 mã cổ phiếu của từng nhóm ngành để mà họ đánh lên, rồi sau đó 2-3 mã cổ phiếu đấy sẽ đóng vai trò chủ chốt kéo toàn bộ thị trường cũng như là toàn bộ những cổ phiếu khác ở trong nhóm ngành. Ok, anh chị có thể là chờ em một chút nha. Rồi chúng ta tiếp tục về cái góc nhìn với thị trường gì ha. Đấy thì em vừa mới chia sẻ với anh chị mình những cái góc nhìn về thị trường, về những cái mã cổ phiếu mà anh chị em mình nên quan tâm. Rồi thì video của em đến đây là kết thúc. Hy vọng phiên ngày mai sẽ là một cái phiên thị trường bùng nổ. Em cũng hy vọng thị trường bùng nổ anh chị ha. Còn nếu mà điều chỉnh thì mình cũng sẽ có những cái kế hoạch hành động. Anh chị em nào cảm thấy là cái góc nhìn cũng như là những cái tư duy đầu tư của em là hay thì có thể là liên hệ với em để chúng ta cùng đồng hành với nhau trong hệ thống khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.